Nga ném bom định vị phá hủy căn cứ của thủy quân lục chiến Ukraina Quân đội Nga đã ném nhiều loạt bom xuống căn cứ của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraina tại Kherson. Trang AVI-PRO hôm 11 tháng 5 đưa tin quân đội Nga đã tiến hành các đợt tập kích đường không nhằm vào các căn cứ huấn luyện của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraina tại Kherson. Theo đó, các máy bay ném bom của Nga đã thả nhiều loạt bom, bao gồm bom xuyên bê tông FAB-500 cùng bom định vị KAB-1500 xuống các cơ sở huấn luyện cũng như tập trung trang thiết bị quân sự và khí tài của các đơn vị thủy quân lục chiến Ukraine. Các đơn vị thủy quân lục chiến Ukraine bị thiệt hại trong các đợt tấn công là Trung tâm huấn luyện tác chiến đặc biệt số 73 cùng lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37. Theo thông tin ban đầu, bom xuyên bê tông FAB-500 cùng bom định vị KAB-1500 đã được tích cực sử dụng. Các quả bom này đã đánh trúng các căn cứ huấn luyện và lưu trữ tàu thuyền của Ukraine tại bờ phải trong Dnipro. Từ các căn cứ này, binh sĩ Ukraine đã tổ chức các cuộc đổ bộ đường sông nhằm tấn công phòng tuyến của Nga, trang Telegram quân sự Military Chronicle cho biết. Thời gian gần đây, lực lượng không quân Nga đã liên tục tiến hành ném bom xuống các căn cứ tác chiến và căn cứ hậu cần của Ukraine tại Kherson. Đây được xem là động thái phủ đầu của Nga nhằm ngăn chặn các cuộc phản công quy mô lớn mà quân đội Ukraine liên kế hoạch tổ chức tại tỉnh miền Nam. Trước đó, hôm 9 tháng 5, quân đội Nga đã sử dụng bom xuyên phá FAB 500 để tấn công một căn cứ hậu cần quy mô lớn của Ukraine tại khu vực Kherson, nằm tại khu vực Berislav, tại hữu ngạn sông Dnipro. Căn cứ này là nơi tập trung nhiều nhà kho chứa khí tài đạn, nhiên liệu và hóa chất phục vụ cho hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine tại Kherson. KAB-1500 là loại bom thông minh có sức công phá mạnh nhất trong kho khí tài của không quân Nga. KAB-1500 nổi tiếng không chỉ bởi sức công phá mạnh mà còn ở độ chính xác khi được trang bị một đầu dẫn bằng laser chủ động. Không quân Nga thường sử dụng KAB 1500 nhằm tấn công các mục tiêu có khả năng bảo vệ cao như hầm ngầm, các hang núi, trạm chỉ huy, kho khí tài của đối phương. Theo các thông số, loại bom này có khả năng xuyên qua lớp đất dày tới 20m hoặc 3m bê tông. Trong thực chiến, bom KAB 1500 đã được chứng minh được uy lực tại các chiến trường Afghanistan, Chechnya và Syria. Tại Syria, loại bom này đã đánh sập nhiều cứ điểm của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo Tự xưng ISIS. Thưa quý vị, thay vì phóng một vài máy bay không người lái UAV cảm tử Sa-X-136 do Iran sản xuất, Nga hiện đang triển khai các đợt tấn công với số lượng nhiều UAV cùng lúc, cũng như định tuyến, cẩn thận để tránh các tuyến phòng thủ của Ukraine. Vậy lý do đằng sau việc Nga thay đổi chiến thuật tấn công UAV như vậy ở Ukraine là gì? Theo chuyên gia Justin Brown tại Viện Nghiên cứu Rusi của Anh, Nga hiện có thể phóng từ 30 cho đến 40 chiếc UAV cùng lúc trong một đợt tấn công. Điều này đánh dấu bốc ngoặt trong cuộc chiến UAV giữa Nga và Ukraine. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã dùng các UAV trang bị tên lửa chống tăng hoặc là bom tự chế để tấn công dàn xe bọc thép của Nga. Vào cuối mùa hè năm 2022, Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine và áp đảo hệ thống phòng không Ukraine bằng cách phóng hàng loạt UAV Saed giá rẻ. Tờ Business Insider dẫn lời ông Brown cho biết, việc tấn công bằng UAV rẻ trong nhiều tháng đã làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa phòng không và đạn pháo của Ukraine. Để đáp trả, Ukraine đã thành lập các đội phòng không cơ động được trang bị nhiều loại vũ khí tầm ngắn như pháo phòng không tự hành Sinka từ thời Liên Xô cũ, hay Zepak của Đức, tên lửa vác vai Stinger của Mỹ và súng máy hạng nặng DSK của Liên Xô cũ. Theo ông Brown, chiến thuật của Ukraine đã chứng minh tính hiệu quả. Bên cạnh đó, Ukraine còn huy động người dân tham gia cuộc chiến chống UAV. Cụ thể, Ukraine đã sử dụng một số ứng dụng giúp dân thường có thể nhanh chóng báo cáo về việc nhìn thấy UAV, tên lửa và máy bay. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột với Nga, người Ukraine còn sử dụng một ứng dụng của chính phủ được tái thiết kế để báo cáo các chuyển động của quân đội Nga trên mặt đất. Do Ukraine tương đối rộng, nên UAV của Nga phải bay một đoạn đường dài mới tấn công được những mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ đối phương. Theo ông Brown, UAV Saez-136 có phạm vi hoạt động gần 2.500 km, nhưng tốc độ di chuyển tối đa chỉ vào khoảng 185 km h Điều này có nghĩa tốc độ bay của các UAV là khá chậm, nên chúng có thể bị Ukraine xác định đường bay và bắn hạ. Đây là lý do Nga buộc phải thay đổi chiến thuật. Cụ thể, trước cuộc tấn công chính, Nga thường dùng một vài UAV tập kích mờ màn để thu hút sự chú ý của các vị trí đặt hệ thống phòng không Ukraine. Ông Brun cho rằng, nếu Nga tìm ra được vị trí của hệ thống phòng không Ukraine trong một khu vực cụ thể, họ sẽ thay đổi đường bay của các UAV tham gia cuộc tấn công chính và né bị bắn hạ. Điều này cho thấy Nga đã rút được kinh nghiệm và thay đổi cách thức tấn công, nhưng đồng thời là bằng chứng về mức độ hiệu quả của các biện pháp phòng thủ mà Ukraine đang triển khai. Các nhóm chống UAV cơ động của Ukraine đạt hiệu quả cao nhất là khi ngăn chặn những UAV Nga bay tầm thấp làm nhiệm vụ thâm nhập và sâu lãnh thổ. Còn ở tiền tuyến, Nga có thể sử dụng nhiều loại UAV từ những chiếc cỡ nhỏ cho đến UAV Olan 10 vốn có khả năng bay ở độ cao từ 1,5 cho đến 4,8 km và thu thập dữ liệu thời gian thực để dẫn đường cho pháo binh Nga. Ông Pro nhận định UAV Olan là một trong những vấn đề lớn nhất vì nó có thể bay trên tầm bắn của tên lửa phòng không di động và súng phòng không. Để bắn hạ UAV Olan, Ukraine phải sử dụng các hệ thống tên lửa đất đối không dẫn đường bằng radar như OSA hoặc BUK. Ông cho rằng chuyện này đang gây ảnh hưởng lớn tới số lượng đạn dược dự trữ của Ukraine. Tiếp tục bản tin là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn một năm xung đột nga Ukraine nổ ra, ngày 10 tháng 5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến dịch tại Ukraine đã hoàn thành một phần mục tiêu đề ra, nhưng cần tiếp tục để đẩy lùi lực lượng của Kiev. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, chiến dịch tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Ông nhấn mạnh đây là hoạt động quân sự rất phức tạp. Một số nhiệm vụ nhất định đã được hoàn thành trong một năm qua, theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề cập nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân vùng Donbass trong thông điệp phát động chiến dịch ngày 24 tháng 2 năm 2022. Song phương Tây hoàn toàn phớt lờ những người dân phải sống dưới làn bom đạn trên đất nước của mình suốt 8 năm trước đó. Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin thừa nhận Moscow mới chỉ giải quyết được một phần nhiệm vụ, nhấn mạnh nhiều khu vực do Nga kiểm soát hiện nay vẫn liên tục bị quân đội Ukraine pháo kích. Phát ngôn viên Peskov nói thêm rằng, nhiệm vụ quan trọng không kém của chiến dịch là phi quân sự hóa Ukraine. Ông nhấn mạnh, quân đội Nga đã phá hủy nặng nề bộ máy chiến tranh của Ukraine. Tên lửa chính xác cao đã giúp phá hủy nhiều nhà máy quân sự, năng lực sản xuất quốc phòng và kho dự trữ vũ khí Ukraine. Công việc này sẽ được duy trì. Tổng thống Putin ngày 24 tháng 2 năm 2022 phát động chiến dịch ở nước láng giềng với mục tiêu phi phát xít hóa, phi quân sự hóa Ukraine, cũng như bảo vệ người nói tiếng Nga ở vùng Donbass. Sau hơn một năm, Moscow chưa đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine đề ra ban đầu, dù đã kiểm soát khoảng 17 đến 18% diện tích quốc gia này. Xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù giới chức quân sự phương Tây ước tính hàng trăm nghìn binh sĩ hai nước đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Trong bối cảnh lực lượng Nga không ngừng đẩy mạnh cuộc tấn công vào miền đông Ukraine, đặc biệt là khu vực Bakhmut, mới đây, Guardian đưa tin, Nghị viện Pháp đã thông qua một nghị quyết với số phiếu đồng thuận tuyệt đối, trong đó kêu gọi toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đưa công ty quân sự Wagner của Nga vào danh sách các tổ chức khủng bố. Nghị viên Benjamin Haddad tuyên bố, dù có hoạt động ở đâu, các thành viên Wagner chỉ gây ra sự bất ổn và bạo lực. Ông Haddad cáo buộc hoạt động của Wagner đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một tổ chức vì lợi nhuận. Thay vào đó, công ty quân sự tư nhân này đang hoạt động theo một chiến lược cụ thể từ Mali tới Ukraine nhằm ủng hộ chính sách gây hấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu lời kêu gọi này của pháp được chấp thuận việc đưa vào danh sách khủng bố sẽ mở đường cho các thành viên eu phong tỏa tài sản của wagner cũng như các thành viên của công ty này bên cạnh đó các tổ chức và cá nhân có quốc tịch eu cũng sẽ bị cấm thực hiện giao dịch với wagner Phản ứng trước nghị quyết trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự cảm ơn tới Nghị viện Pháp, đồng thời kêu gọi các thành viên EU lắng nghe lời đề nghị của Paris. Trước đó, tạp chí Time đưa tin nhà chức trách Anh đã hoàn tất hồ sơ để đưa công ty quân sự tư nhân Wagner vào danh sách khủng bố. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong một vài tuần tới. Đại diện của Wagner cùng chính quyền Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Wagner là một công ty quân sự tư nhân của Nga được thành lập từ năm 2014 với số lượng thành viên lên tới 50.000 người vào thời điểm tháng 12 năm 2022. Công ty này đã sát cánh cùng quân đội Nga trong nhiều cuộc xung đột mà lực lượng này tham gia như tại Syria và Ukraine. Ngoài ra các thành viên Wagner còn xuất hiện trong các cuộc xung đột tại Libya, Cộng hòa Trung Phi và Mali. Tại Ukraine, lực lượng Wagner được xem là cánh tay phải của quân đội Nga trong những trận giao tranh dữ dội tại khu vực miền Đông, đặc biệt nhóm Wagner là lực lượng chủ lực của Nga trong chiến dịch bao vây nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donetsk. Lực lượng Wagner tại Ukraine được trang bị đầy đủ với sự xuất hiện của nhiều vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực và pháo phản lực phóng loạt. Tuy nhiên, công ty quân sự này hiện cũng đang phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây sau khi can thiệp vào xung đột tại Ukraine người đứng đầu công ty quân sự tư nhân wagner là ông yevgeny prigozhin một doanh nhân có nhiều mối quan hệ rộng rãi tại moscow